Xin kính chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần điểm tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tin Mới. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo từ lâu đã là một vấn đề cấp thiết. Đặc biệt, mọi động thái đến từ anh bạn láng giềng Trung Quốc xưa nay vẫn luôn là những đề tài nhạy cảm mang đến nhiều tranh cãi. Có thể bạn chưa biết, lợi dụng bối cảnh đại dịch hoành hành từ năm ngoái đến nay, không quân của nước này liên tục đẩy mạnh các hoạt động đáng quan ngại ở Biển Đông. Theo giới chuyên gia phân tích quân sự, Bắc Kinh đang nuôi ý đồ xây dựng năng lực tác chiến tổng lực ở vùng biển này. Trong bối cảnh căng thẳng đó, việc các quốc gia kề cận cải tạo vũ khí, tiến hành nhiều hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ của mình là điều dễ hiểu, và nước ta cũng không phải là quốc gia ngoại lệ. Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã khai hỏa dòng thần S-300 cực khủng, đã khiến Trung Quốc phải toát mồ hôi hột. Cụ thể ra sao, uy lực của tên lửa khét tiếng này như thế nào? Hãy để Tin Mới giải đáp thắc mắc cho các bạn trong video ngày hôm nay. Trước hết, chúng mình sẽ thông tin thêm cho các bạn về huyền thoại tên lửa này nhé. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa xôi do tổ hợp NPL APMA nghiên cứu phát triển, được Liên Xô triển khai lần đầu vào cuối những năm 1970. Ở bản gốc, tên lửa này được sử dụng để đánh chặn các phương tiện tập kích đường không như máy bay, tên lửa có cánh và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, thì các phiên bản gần đây của S-300 còn bản năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay tiêm kích tàng hình, các mục tiêu bay thấp. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự bốn phương, đây là một trong những hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn hiệu quả hàng đầu thế giới. Nếu so sánh với tên lửa Patriot của Mỹ, thì S-300 ăn đứt ở 3 điểm quan trọng. Trước hết, thời gian triển khai chiến đấu của S-300 ngắn hơn 5 phút so với 15 phút. Bên cạnh đó, dòng thần của Nga có phương thức phóng thẳng đứng, điều khiển được cùng lúc hai tên lửa đến cùng mục tiêu. Trong khi Patriot với chiều phóng nghiêng chỉ điều khiển được một mà thôi. Đặc biệt, tỷ lệ bắn hạ mục tiêu của S-300 luôn được các chuyên gia quân sự hết lời khen ngợi. Tiếng thơm đồn xa đã lâu, vậy thì điều gì đã làm nên tên tuổi của dòng lửa S-300? Đó chính là nhờ uy lực của nó. Theo tạp chí Jane, mỗi hệ thống S-300 tiêu chuẩn có thể đồng thời theo dõi đến 120 mục tiêu và xử lý được 12-36 chiếc trong số đó, tùy vào loại mục tiêu và số bệ phóng nó được tích hợp. Ở những phiên bản S-300 PMU-1 và 2 mới ra mắt, khả năng của radar được tăng cường, giúp nó theo dõi đến 300 mục tiêu và xử lý cùng lúc tới 72 vật thể bay xâm phạm. Còn ở cấp phiên bản hiện tại, S-300 được trang bị cùng lúc nhiều loại radar tối tân, trong đó bao gồm đài radar, trinh sát tầm xa như 64N6E, 96L6E và 36D6 giúp phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 360 km. Ngoài ra, đồng hành cùng tên lửa còn có radar trinh sát độ cao thấp 76N6, radar điều khiển hỏa lực 30N6E sử dụng để dẫn đường điều khiển và radar dẫn đường bắn chủ động giai đoạn cuối. Để chuẩn bị một đòn tấn công, các radar giám sát tầm xa trên S-300 sẽ xác định mục tiêu và chuyển tiếp thông tin về các xe chỉ huy để tiến hành đánh giá, phân tích. Sau khi hoàn thành xác nhận, xe chỉ huy gửi lệnh bắn tới radar điều khiển hỏa lực. Bước tiếp theo, các xe phóng ở tình trạng sẵn sàng với khoảng cách đến mục tiêu phù hợp nhất sẽ nhận lệnh khai hỏa tên lửa vào mục tiêu. Trong trường hợp mục tiêu là các máy bay tối tân bậc nhất thế giới, các tổ hợp S-300 có thể tấn công mục tiêu bằng cách phóng lên tiếp hai tên lửa để tăng cường độ chính xác. Tên lửa đầu tiên sẽ được phóng bởi trắc thủ, trong khi tên lửa thứ hai sẽ được máy tính phóng tự động. Các chuyên gia quân sự còn phân tích thêm, cho dù hệ thống S-300 được triển khai ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, nó đều trở thành cơn ác mộng với mọi thiết bị bay, kể cả hiện đại nhất. Nó là một con quái vật mà không ai muốn lại gần. Đạt Libet đã dẫn lời bình luận của một phi công thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ về hệ thống tên lửa Nga như vậy. Và bây giờ hãy cùng với chúng mình chiêm ngưỡng khoảnh khắc Việt Nam khai hỏa thành công rồng thần S-300. Đây là một video hiếm hoi tiết lộ về huyền thoại tên lửa này được An ninh Thủ đô đăng tải. Trước hết thì chúng mình sẽ đưa các bạn dạo quanh một vòng hệ thống tên lửa S-300 của Việt Nam nhé. Đầu tiên, đây là radar cảnh giới nhìn vòng 64N6. Với thời gian triển khai 5 phút, nó có thể phát hiện đồng thời 200 mục tiêu trong cự ly lên đến 300 km. Tiếp theo, chúng ta đang được chiêm ngưỡng đài điều khiển hỏa lực 30N6E. Đài được coi là trái tim của tổ hợp tên lửa phòng không S-300.
Nó có khả năng thẩm sát mục tiêu ở cự ly tối đa đến 200 km. Mỗi đại điều khiển kiểm soát 4 xe, phóng trong thời gian cũng chỉ vỏn vẹn 5 phút. Chúng có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu với vận tốc mà Teplat cũng phải chào thua, 30 đến 2.800 m/s. Ngoài ra, đài điều khiển còn có nhiệm vụ dẫn đường cho 12 tên lửa để tấn công 6 mục tiêu. Trên màn ảnh, đây chính là cảnh giới nghìn vòng 96L6E. Nó có khả năng phát hiện 100 mục tiêu bao gồm các vật thể bay từ máy bay tới tên lửa hành trình trong tầm trinh sát 300 km. Tiếp theo, các fan cứng lĩnh vực quân sự có biết đây là gì không ạ? Vâng, đó chính là đài vô tuyến ngoại vi cùng tháp 40V6MR, nâng hạng anten của radar 30N6E. Còn đây là radar giám sát 3D 76N6 có độ cao 450m, phát hiện được mục tiêu trong khoảng 93 km, đi qua một số bộ phận của hệ thống S-300, như vậy là đủ. Chúng ta đang được chuyển sang giai đoạn nạp đạn tên lửa. Việc vận hành tổ hợp S-300 đòi hỏi quá trình học tập làm chủ rất nghiêm ngặt, bởi đây là vũ khí rất mạnh, song cũng vô cùng phức tạp. Sau khi sở chỉ huy tác chiến hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tiến hành ngụy trang khí tài và đưa tên lửa tới địa điểm khai hỏa. Các loại đạn chủ yếu của S-300 gồm đạn 5V55R, tầm bắn 90 km, dùng hệ dẫn đường radar bán chủ động, và 48N6E có tầm bắn 150 km, dẫn đường TVM. Ngoài ra có khả năng triển khai hai loại tên lửa đối mới 9M96E1, tầm bắn 40 km, dẫn đường radar chủ động, và 9M96E2, tầm bắn 120 km, dẫn đường radar chủ động. Và trước mắt các bạn chính là thời khắc mà chúng ta đã đón chờ từ lâu. Tên lửa S-300 sẵn sàng khai hỏa. Những viên đạn đã được phóng lên cao, oanh tạc cả một vùng trời, mang theo biết bao hy vọng về tương lai quân sự của Tổ quốc. Thế nhưng, có một sự thật là Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để khai hỏa dòng thần S-300 từ nhiều năm trước. Những kíp trắc thủ S-300 đầu tiên của nước ta đã bắn đạn thật khi đi học chuyển loại và tiếp nhận vũ khí mới ở Nga theo hợp đồng đã ký, gồm cả chuyển giao vũ khí, khí tài và đào tạo tranh thủ. Trong đó, bắn đạn thật vừa để nghiệm thu khí tài, vừa coi như là bài thực hành cuối khóa bắt buộc với bất kỳ học viên nào. Khi ấy, các kíp trắc thủ Việt Nam mới là lần đầu được làm quen với khí tài tên lửa phòng không tầm xa tối tân bậc nhất thế giới. Thế nhưng họ đã xuất sắc diệt được mục tiêu trong những bài bắn có độ khó cao. Điều đó khiến các giáo viên người Nga và chỉ huy trưởng bắn cũng phải hết lời khen ngợi. Ekip trắc thủ đã thể hiện được bản lĩnh người Việt và viết tiếp truyền thống của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam là ra quân đánh thắng trận đầu, diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu mà thế hệ cha anh đã dày công gây dựng và vun đắp. Nhắc đến sẵn sàng là phải nhắc đến việc các đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa F-300 đều thường xuyên luyện tập, đã vươn lên làm chủ hoàn toàn vũ khí trang bị hiện đại. Tuy chưa bắn đạn thật, nhưng với khí tài mô phỏng, họ vẫn đều đặn thực hành các bài bắn. Bên cạnh đó, các đơn vị S-300 đều tích cực huấn luyện thành thục, khai thác tối đa tính năng triển khai, thu hồi nhanh của khí tài, chú trọng hành quân dã ngoại, nhất là trong điều kiện đêm tối. Điều này đã được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Trong những năm gần đây, mỗi lần quân chủng phòng không không quân tổ chức bắn đạn thật, S-300 thường tham gia, qua đó nâng cao trình độ của từng vị trí cũng như trình độ hiệp đồng phối hợp của tất cả các thành viên trong kíp chiến đấu tên lửa S-300. Đồng thời, những thiếu sót hạn chế bộc lộ qua những dịp này sẽ được phát hiện, uốn nắn và khắc phục kịp thời. Điều đó góp phần đưa trình độ làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của nước ta đi vào thực chất và ở một tầm cao mới. Mặc dù không tham gia bắn đạn thật và thường đứng triển khai ở cách trường bắn vài chục km, nhưng sự xuất hiện của S-300 trong mỗi lần hội bắn của quân chủng đã khiến cho không khí ngày hội trở nên náo nhiệt hơn. Vậy thì tại sao S-300 không triển khai ngay tại trường bắn mà lại đứng cách đó vài chục km? Câu trả lời đó là vì trường bắn của ta chưa đủ rộng để khí tài tên lửa tầm xa như S-300 có thể bố trí, mà phải ở xa mới kiểm tra được thực tế. Tính năng của tổ hợp S-300 được thiết kế cho nhiệm vụ phòng chống các cuộc tiến công đường không ồ ạt ở mọi độ cao và tốc độ chiến đấu, cũng như hoạt động chế áp điện tử của các phương tiện chiến đấu đường không hiện tại và thế hệ mới của đối phương. Nó có thể tiêu diệt các mục tiêu bay như máy bay chiến đấu các loại, vũ khí tấn công tầng thấp, tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến dịch hay tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển. Được biết, mỗi quả đạn của S-300 có giá lên tới trên 1 triệu đô, khá là tốn kém, nhưng chỉ có bắn đạn thật mới đánh giá được hết chất lượng của công tác huấn luyện.
Vậy nên sở dĩ bộ đội tên lửa S-300 ít khi thực hiện bắn đạn thật và vì lý do trường bắn của ta không đủ lớn về chiều sâu so với tầm bắn rất xa của S-300. Bên cạnh đó, các loại UAV mục tiêu của ta, thông số kỹ thuật còn hạn chế về tốc độ, về tầm bay, trần bay, khiến việc đóng giảm máy bay địch để làm mục tiêu cho S-300 là không tương xứng, khó phát huy hết khả năng của S-300. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân đã chế tạo thành công mục tiêu cho tên lửa S-300. Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng nội địa, Việt Nam đã phát triển được nhiều loại UAV làm bia bay mục tiêu cùng cả bia bay đóng giả tên lửa hành trình. Như vậy, chúng ta đã có thể có được một mục tiêu tương xứng cho S-300 tấn công. Hiện Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 và Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 là hai đơn vị duy nhất trong toàn quân chủng phòng không không quân được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Nhờ đó, chúng ta có thể mở ra cơ hội tạo nên tiền đề để trong tương lai, các kiếp trắc thủ S-300 sẽ được thực hành, luyện tập và bắn đạn thật trong thời gian hợp lý. Như vậy, để phòng ngừa trước mọi diễn biến có thể xảy ra, quân đội nhân dân Việt Nam đang từng bước đổi thay, ngày một vững chãi. Bên cạnh đó, trước tiến bộ chóng mặt của công nghệ hàng không, các quốc gia phát triển liên tiếp cho ra đời nhiều loại phương tiện bay thế hệ mới như máy bay tiêm kích, ném bom tàng hình, tên lửa hành trình UAV tầm xa. Và để đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, quân chủng phòng không không quân đã được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại cùng với bảo kiếm F-300 trong tay, bầu trời của Tổ quốc sẽ được gìn giữ sát sau, đón đầu thời cuộc trước mọi tình huống xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những thông tin trên? Để lại comment ở dưới video, chia sẻ cảm nhận cho chúng mình nhé. Đồng thời cũng đừng quên like, share, subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.